Quý vị và các bạn thân mến, hành quân dã ngoại là hoạt động được tiểu đội 1 trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ thực hiện hàng năm để vừa làm công tác dân vận, vừa xây dựng phương án tác chiến đảm bảo an ninh trật tự. Xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ là một trong những điểm đến của tiểu đội 1 trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong năm 2022. Không chỉ huấn luyện ở những vùng có địa hình đặc biệt, cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân. Đúng với phương châm đi dân nhớ ở dân thương. Trong 21 ngày đóng quân tại ấp Định Qua, xã Định Môn, huyện Thới Lai, 145 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 1 và đội đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã có rất nhiều hoạt động. Cán bộ chiến sĩ tham gia phát quang bụi rậm, làm cỏ, dọn dẹp lòng lề đường, vớt lục bình, thu gom rác, san lấp lề đường chống sạt lở thuộc ấp Định Khánh B, xã Định Môn, giúp các hộ dân phát quang giường và rất nhiều những hoạt động khác. Ông Trần Ngọc Sửu ở ấp Định Hòa A, xã Định Môn đã rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh chiến sĩ ngâm mình dưới dòng nước trong thời tiết khắc nghiệt. Các chú có về được quê hương mình thì cũng vinh hạnh cho quê hương mình và tiếp dân làm những cái việc mà công cộng xã hội cũng như là của gia đình tôi, thì tôi rất là mong mấy chú về để thực hiện. Giúp rất nhiều việc của địa phương, ngoài cái việc của nhà nước còn giúp dân là phải nói rất nhiều việc góp phần cho Định Môn, thì ngoài cái tiêu chí cái cảnh quan môi trường cũng như là giúp các hộ dân làm sửa chữa nhà cửa này, nói chung rất là nhiều việc đối với Định Môn trong thời gian vừa qua. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân nơi đóng quân, đặc biệt là giúp dân nhiều công trình phần việc ý nghĩa, cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ luôn đặt mình vào những khó khăn vất vả của nhân dân để cố gắng hoàn thành công việc của bản thân. Trong quá trình giúp dân thì bản thân cũng là đôn đốc anh em, nhất là quán triệt anh em về cái lễ tiết tác phong khi tiếp xúc người dân, làm sao cho kết thúc đợt này thì luôn để lại cái hình ảnh đẹp của người cảnh sát cơ động trong lòng người dân. Việc giáp mặt với đối tượng nguy hiểm đòi hỏi các chiến sĩ phải nhanh nhẹn, mưu trí, võ nghệ tinh thông. Những điều ấy chỉ có được qua việc rèn luyện với mình trong sương gió. Trong thời gian hành quân dã ngoại, ngoài việc giúp dân, các bài huấn luyện ở nơi có địa hình hiểm trở đã được cán bộ chiến sĩ lên phương án luyện tập. Chính từ hoạt động hành quân dã ngoại đó đã giúp cho lực lượng vừa có thể làm công tác dân vận, vừa xây dựng phương án tác chiến đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm của trung đoàn cảnh sát cơ động miền Tây Nam Bộ về đóng quân ở đây thì được bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho cái lực lượng hành quân dã ngoại của tiểu đoàn 1 và đội đặc nhiệm. Hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng trong lòng nhân dân đã được trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tô thắm thêm bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa đối với bà con nhân dân xã Định Môn, huyện Thới Lai. Đồng thời tình cảm mà bà con nhân dân dành cho lực lượng hành quân sẽ là động lực để cán bộ chiến sĩ tiếp tục với hành trình đi dân nhớ ở dân thương.